Vâng, xin được tiếp tục bản tin với thông tin liên quan đến vụ ba người bị sát hại tại tỉnh Điện Biên. Trả lời báo chí sáng ngày 21 tháng 6, Đại tá Tráng A Tùa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an điều tra đã triệu tập 4 nghi can liên quan đến vụ truy sát và đồng thời bước đầu xác định cặp vợ chồng chủ nợ bị giết khi đang đi đòi gần 1,6 tỷ đồng. Công an tỉnh Điện Biên đang truy xét một số người khác liên quan đến vụ án để điều tra. Khám hiện tại hiện trường, Lực lượng chức năng thu hồi một số giấy tờ cho vay thể hiện vợ chồng ông Nguyễn Khánh Trung ba, 53 tuổi đã cho bà Triệu tức là vợ ông Đàm Văn Lực vay 1,57 tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy sáng ngày 20 tháng 6, ông Trung và vợ là bà Trần Thị Thu, 40 tuổi, trú tại thị trấn Tuần Giáo, đã dẫn một số người. Trong đó có 4 người bị triệu tập đến nhà ông Đàm Văn Lực, 57 tuổi, ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, để đòi 1,57 tỷ đồng tiền nợ. Khi ông Trung vào nhà, ông Lực đóng cổng rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Sau đó chủ nhà mở cổng rồi cầm dao truy sát những người bên ngoài. Bà Thu chạy ra khu vực ruộng cách nhà ông Lực hơn 30 mét thì bị ông này đuổi kịp và sát hại giữa cánh đồng. Những người đi cùng vợ chồng ông Trung leo tô bỏ đi. Sau khi truy sát đối phương, ông Lực đâm vào người rồi tử vong. Sau đó tại trung tâm y tế của huyện Tuần Giáo. Vâng, cũng theo Đại tá Tráng A Tùa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công an điều tra cũng đang làm rõ thêm các dấu hiệu cho vay nặng lãi và đòi lợ thuê liên quan đến vợ chồng ông Trung và nhóm người đi cùng với hai nạn nhân này.